Một gia đình mỗi tháng có thể xài từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tiền điện, tùy theo số lượng thành viên trong gia đình và số lượng thiết bị điện sử dụng. Ở các thành phố lớn, tiền điện mỗi tháng của các hộ gia đình thường cao do sử dụng máy điều hòa, máy giặt, tủ lạnh với thời gian dài. Nắm bắt tâm lý muốn tiết kiệm tiền điện, nhiều trang bán hàng trên mạng Internet rao bán các thiết bị tiết kiệm điện nhỏ gọn, chỉ cần cắm vào ổ điện sẽ giúp giảm từ 10 đến 30% lượng điện tiêu thụ trong gia đình. Người mua chỉ cần vào bất kỳ một trang web nào rao bán thiết bị tiết kiệm điện như khuyến mãi.com, sản phẩm.info, thậm chí là các web bán hàng lớn cũng phân phối loại thiết bị này. Các cái kết nối của các điện chở này với nhau thì nó rất là đơn giản. Thì đối với lại cái nguyên tắc của cái việc mà có thể điều khiển được cái hệ số công suất sao cho nó hiệu quả đó, thì nó phải có một cái gọi là một cái điều khiển động. Nghĩa là hệ số công suất thì nó sẽ thay đổi liên tục theo thời gian. Vì vậy cho nên là với một cái mạch như thế này á, thì tôi không tin là nó có khả năng là nó sẽ điều khiển được cái hệ số công suất sao cho nó hiệu quả nhất khi mà hệ số công suất của tải thay đổi. Trên giấy giới thiệu nguyên lý hoạt động của sản phẩm, vẽ một đồ thị thể hiện nguyên lý hoạt động không thể hiện rõ bất kỳ một đại lượng nào. Do vậy, như lời ông Châu cảnh báo, phải hết sức cẩn trọng khi mua các thiết bị này, kẻo dở khóc dở cười với các thiết bị giỏm.